mấy à? Quá chị. Chào mừng các bạn đến với kênh Miền Quê Nghèo nha. Đang quay máy cắt với cải tiến là keo lúa nè các bạn ơi. Đầu năm mà cũng thấy cải tiến keo lúa lại. Máy cắt 70. 70 thường mà quá chạy à. Chạy máy này chạy chạy bánh tám mà hộp số mấy đồ máy tuốt không bạn, bởi vì quá chạy luôn. Bạn thấy chạy không, chạy ghê luôn. Chạy không bữa máy luôn. Đầu hộp số máy tốt mà còn hạ quali nữa. Quá chạy à. Ở dưới cái giò chú dưới cái giò mà trước kìa, mà trước kìa. À trước nữa. À đổ tay đó.
Dạ. Quay, quay đăng bên YouTube ạ. À. Dạ. Thơm không các bạn, máy này chạy mà không bựa luôn, đúng là hợp số binh thiệt chứ. Thấy không, bên này cái máy chạy ghê luôn chứ. Tưởng tượng nổi luôn, tài xế chạy còn hơn xe 7 chỗ, máy này quá chạy.
nó chạy vào máy này ghê quá. Video đến đây là kết thúc các bạn. Các bạn nhớ xem kênh nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một share, chia sẻ cho mọi người cùng xem các bạn ơi. Và đừng quên nhấn vào đăng ký, nhấn vào cái chuông để đón xem những video tiếp theo của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cái kéo này bị hư luôn các bạn.